Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kansas năm 1868, ba năm sau nội chiến Hoa Kỳ, Elroy Brown bực tức dặn ly bia xuống. Tiếng ồn ào trong quán làm hắn không hưởng được trọn vẹn người đẹp đang ngồi trên đùi hắn mà hắn thì ít khi với được một của quý như ả sang béo này, nàng nghiêng người qua thì thầm vào tai hắn, giọng ngọc lịm: Sao cưng không lên trên kia, chỉ có mình ta thôi hắn ngoái mình ra cười trước viễn ảnh của những giờ khoái lạc. Hắn muốn dành ả trọn đêm nay. Ở thị trấn Trốc gần khoảnh trại của hắn, chỉ có một mụ điếm già gầy đét, đâu có mát tay như sang béo của gã đêm nay nên hắn thầm cảm ơn Chúa đã với được của quý trong chuyến đi Wichita lần này thết mà cái tiếng giận dữ của gã trại chủ nào đó cứ dội vào tai hắn. Elroy nhớ lại qua giọng nói của người chủ trại chăn nuôi tên Bill Chaman, có trại ở phía bắc quán này một chút và ông ta đang tìm người để cùng đi lo về chuyện bọn da đỏ đang hoành hành trong vùng. Elroy giật mình khi nghe đến hai tiếng da đỏ, dù hắn chưa bao giờ gặp trắc rối với họ. Hắn chỉ mới đến Kansas gần hai năm trước, nhưng khoảnh trại của hắn dễ bị tấn công lắm. Trại hàng xóm gần nhất cũng cách hắn gần hai cây số. Và Elroy chỉ lại có một mình cùng với người thợ làm thuê cho mỗi mùa gặt vợ hắn chết ngay vào tháng thứ sáu khi họ đến Kansas riêng một mình Elroy, lẽ ra chẳng phải lo lắng hắn là người cao hơn hai thước, to như thùng dầu 200 lít, đủ bảo đảm vượt khó khăn trong cuộc đời, trừ khi hắn muốn gây sự. Nhưng lúc này Elroy đang lo lắng vì cái bọn, mọi rợ kia đang tìm cách tràn vào vùng này để xui những người hiền lành, kính chú mới định cư vào vùng này. Cái bọn đó là dân chơi không đẹp và nhiều chuyện kể làm cho Elroy thấy ấn lạnh người ta đã cảnh cáo hắn đi quá gần vào vùng lãnh thổ phân chia cho người da đỏ gọi là biệt khu da đỏ, hay đúng hơn là một vùng bao la, trơ trụi nằm giữa Kansas và Texas. Cái khoảnh trại của Elroy lại chỉ cách đường biên Kansas có 30 dặm và khốn nổi, đó là vùng đất tốt, nằm ngay giữa hai con sông Arkansas và Oanuk. Khi chiến tranh phân ly chấm dứt, Elroy vẫn nghĩ rằng quân đội sẽ chận đứng và buộc được bọn da đỏ ấy quay quần trong cái phần đất phân chia cho họ mà thôi thực tế khác hẳn. Quân đội không thể chận đứng khắp được và khi cuộc nội chiến chấm dứt, thì cuộc chiến của người da đỏ lại dâng lên cao điểm. Họ không giao nộp những phần đất mà tổ tiên họ, luôn nghĩ là của người da đỏ ngày trước khi đến Wichita, Elroy đã phát hiện ra một nhóm nhỏ người da đỏ qua tranh đất của hắn đi về phía nam. Elroy lo lắng, đi theo 8 người từ khoảng cách xa cho đến ngã ba sông Arkansas, Ninetja. Ở đây đã có chừng 10 chiếc tàu tiếp dựng lên ven sông Arkansas và Elroy còn thấy hơn chục gã trai khác, cùng với phụ nữ, trẻ con ra vào như một ngôi làng của họ từ lâu rồi quan sát cái làng ấy cũng đã làm cho Elroy thấy máu muốn đông lại trong người hắn. Đây là nhóm dân Kiowa hoặc Coman và họ chỉ ở cách trại của hắn vài giờ đi ngựa kha khi đến Wichita. Hắn đã kể chuyện này khắp thị trấn và bây giờ gã Bill Chaman lại đang khuấy động những người khách cố hữu của quán rượu này cha đã rủ được ba ông khách rượu và sáu tay chăn bò. Ra đi. Một khách rượu lại nêu ra rằng hai chàng phiêu bạc thích, giết tụi nó, và họ đang đi tìm hai chàng đó ở các sòng bài biểu cha kể đến lực lượng mình đã có và liếc mắt nhìn Elroy nãy giờ hầm hực lắng nghe. Còn anh thì sao? Anh bạn. Đi với tụi này đi, Elroy xô sang béo khỏi đùi mình, nắm lấy cánh tay ả mà kéo tới gần chỗ cha Man sao các anh không để bên quân đội họ săn bọn nó, lão chủ trại cười nghiêng ngã. Để cho quân đội họ tống chúng về vùng đất tự trị ư, thật chẳng công bằng chút nào. Cách hay nhất để buộc tên da đỏ không ăn cắp của bạn lần thứ hai là cho nó một con dao. Cái lũ Kiowa này đã hạ của tao hơn 15 con bò và cũng đi cả chục con ngựa ngoại hạng của tôi tuần trước. Chúng móc túi tôi nhiều lần rồi đấy. Tao phải chặn chúng lại cặp mắt sắc của gã nhìn xéo eo roi. Đi nhé, một cái nhìn lạnh buốt dọc xương sống Elroy. 15 con bò bị hạ. Hắn chỉ có hai con bò đực và gà quê không đủ cho bọn chúng quét. Một ngày không có bò thì cuộc đời hắn tiêu ma. Nếu mấy tên Kiowa ghé thăm là hắn hết đời. Elroy nhìn chầm chầm vào cha mang. Hai ngày trước tao đã theo bọn chúng. Chúng đã dựng trại ở ngã ba sông Arkansas, cách trại tôi chừng 18 cây số nghĩa là cách đây khoảng 30 cây số nếu ta đi theo đường sông. Chết thật. Sao anh không nói? Có lẽ chúng là bọn chúng ta đang theo dõi đấy. Ấy, chúng đi mau thế. Bọn quỷ đó đi nhanh hơn tôi tưởng. Có đúng là bọn Kiowa không, Elroy nhún vai. Tao trong bọn nào cũng vậy. Bọn này không đi ngựa. Nhưng ở trại tụi nó có chừng 40 con. Anh dẫn tụi tôi đến trại tụi nó nhé, Elroy cau mày. Tao mang bò đi để mua mấy cày về. Tao không mang theo ngựa. Thế. Làm các ông đi chậm lắm. Tao thuê ngựa cho mày. Nhưng còn bò của tao. Tao trả tiền cho mày gửi lại đây. Sau đó mày trở lại lấy, được chứ? Bao giờ các ông đi? Đầu giờ sáng mai. Nếu ta không đi gấp và nếu chúng còn ếm ở đó, thì ta bắt kịp chúng vào giữa trưa lơ lô nhìn sang béo đang ngoác miệng ra cười đi ngay nghĩa là hắn phải mất buổi tối nay với ả à sang béo thì xin ngài nhưng sáng mai kể như là có tao và anh chàng gạt thuê cho tao nữa nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả